tiếp tục. Đúng rồi, con nó gió nó nặng lắm. Đeo cái này nó trơn nữa. Đó, mình không nóng. Ba con. Rồi con nó. Con nó nặng quá thế. Đây chơi con này luôn. Mấy mét anh? Cái này chắc phải 4 mét hả? Mèo lắm là 4 giờ. Mèo lắm 4 giờ gió mới ngon rồi. Đó. Phê hả? Đúng rồi, nó nặng lắm. Không phải tay này trơn đó. Đó, bạn mang quê không chị? Mẫu gì vậy? Mẫu gì vậy? Trước giờ chơi trong không? Cái này nó to, nó có to hơn con kia không? To hơn đấy, to hơn. Đây, dù che đây nhé. Chặt trong... Này, chơi của con là chơi dù che đi. Qua, con cái đằng lèo đó. Lo lo là mình phải... Tám người, tám giáo là tám người như thế nào? Xưa ta đúng không? Đúng là giống là không có điều điều này lần sau có điều công nghệ phải không? Đúng rồi, điều này sao? Sợ nữa. Hai người là thua, không có chịu chết luôn. Cái đó bốn người cũng chịu chết luôn, nó vẫn bay. Người chụp cái gì thì chụp cái tám người, tám giống. Phải của mày bây giờ này còn chung với ấy kìa. Còn chung với anh đi. Đó, còn anh đang kìa. Đó, anh đang kìa. Dạ. Đây để chị đi lượm hả? Quay tinh thần. Quay đầu cho quay tinh thần không? Chiều tre nha.
siêu xả gió rồi. Ông đáng ra từ 2 giờ. 2 giờ thôi. 2 giờ thôi đi. 46. Ra đi hôm nay công. Có con con diều này có chịu nổi qua ngày hôm nay không? Tôi đoán là con diều này không qua được ngày hôm nay nha các bạn nhé. Các bạn tái tưởng tôi đi. Siêu diều. Này gió đang hai mấy đấy. Này gió đẹp thế đấy. Trước cái thời dừng xe là mười mười ba mười bốn áo gì á. À nhiều áo phết ra cái này cái đấy còn cho ông cụ hai cái nữa mà. Còn mười mấy cái nữa. Miếng mới đó vậy. Miếng rong thì nó không nở, miếng gạo nó mới nở. Cái miếng bây giờ nó to như bảy lần tuổi. Này đuôi to hết hơn nửa con diều rồi. Không được, kịp mẹ tình hình này còn lửa con gà nữa, không được. Tình hình này là phải còn lửa con gà nữa. Không được rồi. Tuần hay là ở trên đó em nói
đâu. Sắp sôi là sắp kêu chơi ghê lắm. Thả ngay trên đầu nữa. Thank you.
Mày đẩy đi, mày đẩy theo quen đi. Đúng rồi, ra cột cái xi kìa. Đấy, ra cột cái xi rồi đó luôn đi. Có một con đậm đáo, có một con tích miệt cá mập.
17 em đã trên trời. Còn giờ của em 17 tuổi bây giờ mới đang ráp. Anh mới ra mới mua cái diều có cái rửa không kìa. Ra cúng diều các cụ ơi. À, các cụ hôm nay ra thầy Thanh YouTuber sửa các mà Boeing 747 nhá. Boeing 747 đen thui á. Ôi ơi, lại chơi, lại chơi. Bên này xuống à? Bên này kéo này. Ra góp. Còn đây cột chết thế nào á? Bên này là bị bên trong kia rồi. Đọc thắng. Nhiều. Nhiều nhưng mà ít đâu. Giá đằng này ra xíu thì bây giờ là... Kéo này xuống. Đây sinh nhật Tâm mà chắc nghỉ rồi. À. Tâm không, nay chủ nhật ông đi xuống dưới nay sinh nhật ông mà không có khác ở đây chứ a tám cái 10 vòng đây em muốn Thank you.
Đâu lên đâu? Ở đây không mà. Hả? Sao không mộ sao không mộ bác mà sao mộ chú Thông? Không biết hả? Ở đó đang quay đó, đang quay đó. Quay đi. Chào, thả diều đẹp vương 12. Đây đây con.